xin chào đón quý vị các bạn đang đến với đêm chung kết thứ nhất chương trình Thách Thức Giới Hạn mùa đầu tiên. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Z Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và qua nhiều vòng tranh tài với một tinh thần thách thức giới hạn vô cùng sôi nổi, hôm nay chúng ta sẽ cùng với producer và những ca sĩ xuất sắc nhất của mình đi đến vòng chung kết. Vũ Mạnh Cường tin là trong suốt hành trình của Thách Thức Giới Hạn, quý vị khán giả đã có nhiều lần bất ngờ, thậm chí là sửng sốt khi thấy những gì đã rất là quen thuộc với tất cả chúng ta được các producer và các ca sĩ làm mới lại đầy hấp dẫn, khác lạ như thế nào. Nói cách khác, họ đã mở rộng, thậm chí là phá vỡ những giới hạn ra sao. Và giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sân khấu ba nhân vật chính của Thách Thức Giới Hạn mùa đầu tiên: quý ông Biến Hóa Minh Đăng, quý ông Tinh Tế Tuấn Mario và quý ông Hoành Tráng Tống Hạo Nhiên. Dạ, xin chào đón ba quý ông đến với vòng chung kết hôm nay. Ba anh sẽ có những chia sẻ như thế nào về vòng chung kết này? Đi đến đây đã là vòng chung kết rồi, và tất cả mọi người cũng đều đã trải qua tất cả những bữa tiệc âm nhạc của ba producer mang đến, từ Biến Hóa, từ Tinh Tế cũng như là sự Hoành Tráng, cái gia vị đó đều có hết rồi. Món ngon nhất và những gì đẹp nhất sẽ dành cho đêm cuối cùng này để cho mọi người thưởng thức trọn vẹn cái bữa tiệc âm nhạc của Thách Thức Giới Hạn. Thật ra thì hôm nay chắc là ba đội đều là món ngon, tại vì cái dòng chủ đề hôm nay là dòng sáng tác mới, mà ca khúc mới sẽ có những cái mà mình lần đầu tiên được nghe và lần đầu tiên được thưởng thức. Thì mỗi người có một cái cách bày soạn khác nhau. Em thì em sẽ bày soạn một cách gọi là đàng hoàng chỉnh chu thôi, tôm hùm đồ các thứ thì nó gọn gọn. À, còn không biết mấy anh là gọn cái gì vậy ạ? Dạ. Hoành Tráng là bài rang vậy thôi, mình Biến Hóa thì về trước mắt á, mình cứ tới đi, ngồi cái bàn không có gì đi. Dạ. Rồi từ từ mình bỏ từng món lên, mình biến lên từng nào mà no thôi. Mình cũng rất là hào hứng. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của cả ba producer. Còn bây giờ thì xin mời ba anh về với vị trí của mình ạ. Xin mời ạ. Ở vòng chung kết, chúng ta sẽ có hai vị giám khảo đến thưởng thức và tất nhiên là sẽ trao điểm ở các phần tranh tài của ba đội thi, đó là ca sĩ Ngọc Ánh và nhạc sĩ Hoài An. Xin chào đón hai vị giám khảo đầy quyền lực của Thách Thức Giới Hạn mùa đầu tiên ở vòng chung kết này. Thời gian vừa qua thì hai anh chị có xem chương trình Thách Thức Giới Hạn chưa? Xin mời chị Ánh. Dạ. Có. Rất là hay, rất là độc đáo, phải nói là mới lạ, làm cho người ta phấn khích. Vậy thì ngày hôm nay với vị trí là cầm cân nảy mực, anh chị có kỳ vọng như thế nào? An rất là cảm ơn Jet Studio và truyền hình Vĩnh Long đã tổ chức một chương trình rất là ý nghĩa. Bởi vì là xưa nay các producer, các nhà sản xuất âm nhạc hay là người hòa âm phối khí là những người đứng sau rất là nhiều thành công của các ca sĩ. Nhưng mà cái tên tuổi cũng như cái thu nhập của họ thì còn nói thật là rất là khiêm tốn so với ca sĩ và người sáng tác. Do đó là những chương trình như là Thách Thức Giới Hạn đối với bản thân An và các anh em producer là rất là đáng quý. Thật sự là tới với chương trình thì An cũng đang rất là hồi hộp. Tại vì mình xem lại cái chương trình là một chuyện khác, còn nếu mà mình được ngồi trực tiếp thì nó là một câu chuyện khác. Và An mong rằng là tất cả các bạn nghệ sĩ tham gia ngày hôm nay sẽ là tỏa sáng cùng với các bản phối mang tính độc đáo của các producer của chúng ta. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ hai vị giám khảo. Bây giờ thì xin mời hai vị giám khảo về vị trí của mình ạ. Thưa quý vị, vòng chung kết của Thách Thức Giới Hạn sẽ có hai đêm tranh tài. Ở đêm chung kết 1, các producer sẽ giới thiệu một ca khúc mới do chính mình sáng tác dành riêng cho chương trình để cho ca sĩ trong đội của mình thể hiện. Ở đêm chung kết 2 thì mỗi ca sĩ của mỗi đội sẽ trình diễn một liên khúc kết hợp các bài hát được yêu thích với phần hòa âm mới hoàn toàn do các producer thực hiện. Đặc biệt là mỗi ca sĩ sẽ trình diễn với một nghệ sĩ khách mời. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với các producer và các ca sĩ của mình đến với đêm tranh tài thứ nhất của vòng chung kết. Tống Hậu Nhiên xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Thách Thức Giới Hạn. Trong đêm chung kết 1, Tống Hậu Nhiên gửi đến quý vị khán giả một ca khúc mới, Một Đứa Con Tinh Thần do chính Tống Hậu Nhiên sáng tác. Nói về ca khúc này một chút xíu, nó xuất phát từ một cái khung cảnh mình đang làm việc đêm, mà lúc đó khoảng chừng 2-3 giờ rồi. Thì lúc đó mệt quá cho nên là muốn xả cái đầu một xíu mới đi ra ngoài. Thì bỗng nhiên cái mình quay qua mình nhìn ở mình thì thấy cô ấy đang còn coi phim. Thật ra cô coi phim thì cũng muốn đợi mình thấy cái cảnh tượng đó, mình nói ồ nếu mà một ngày nào đó mà không được thấy cái điều đó, không được thấy cái hình ảnh đó thì chắc mình buồn lắm. Đó là nguyên nhân đầu tiên để xuất phát cái bài hát này.
Phải nói đây là một bài hát, ca khúc lần đầu tiên mình viết trong một thời gian ngắn như vậy. Trong vòng một đêm đó, trong vòng mấy tiếng hồ đó là hoàn thành xong cái bản từ đầu đến cuối luôn. Gửi cho bạn ca sĩ của đội của Nhiên: em ơi, nghe giùm anh bài hát này, em cảm xúc được không? Hy vọng là quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho Nhiên trong hành trình sắp tới. Bài ca cuối cùng cho em, anh nghe mùi hương của em vẫn còn, còn đọng trên môi. Anh ôm bờ vai từng giây cuối cùng nhớ em. Anh mong thời gian dừng ngay phút này, còn lại gì cho ta nếu vắng đi ngày nắng hạ? Gió sẽ mang mưa về cho con tim thêm cô đơn. Vì anh nhớ ánh mắt của em, anh nhớ tiếng em từng đêm. Anh đã có quên đi trong hơi men say mà người vẫn đây. Từng năm tháng bên nhau mộng mơ, thương nhau lắm đến nay thở ơ. Người đã bước qua bên kia rồi, còn ta vẫn chờ. Còn lại gì cho ta nếu vắng đi ngày nắng hạ? Gió sẽ mang mưa về cho con tim thêm cô đơn. Vì anh nhớ ánh mắt của em, anh nhớ tiếng em từng đêm. Anh đã cố quên đi trong hơi men say mà người vẫn đời. Bài ca cuối cùng cho em. Đó là Phan Thanh Hiền đến từ đội Tống Hạo Nhiên. Vừa rồi là ca khúc Ký ức, một sáng tác mới nóng hổi của Tống Hạo Nhiên để mang đến cho vòng chung kết này, và đã được Phan Thanh Hiền thể hiện. Em hãy chia sẻ nhiều hơn về ca khúc này cũng như là sự yêu thích của em dành cho ca khúc này.
khoảng thời gian mà em nhận được cái khúc này đến cái lúc mà hôm nay là đêm chung kết thì chưa đầy khoảng một tuần anh Nhiên à. Thì khi mà em nghe cái khúc này thì em cảm thấy em rất là thích. Tại vì em cũng rất là hay nghe nhạc ballad. Em cũng rất là thích những cái ca khúc mà nó rất là thất tình á. Nhưng mà khi mà em nghe kỹ, em nghe sâu hơn á thì em lại có một cái điều hơi lo lắng một tí xíu, là tại vì trước giờ là em rất là ít khi nào mà truyền tải tốt được cái cảm xúc. Nên là em cũng hơi lo lắng về cái mặt đó. Và tiếp theo nữa là tuy là giọng em ca thiệt nhưng mà anh Nhiên ảnh sáng tác bài này nó treo nốt quá cao luôn á. Treo nốt liên tục, nó cũng hơi làm khó em một tí xíu, nhưng mà em cũng ráng vận hết sức của mình để hoàn thành tốt những cái nốt cao đó trọn vẹn nhất. Cảm ơn những chia sẻ của Hiền. Còn Tuấn Hoàng Nhiên sẽ chia sẻ như thế nào về ca khúc này? Đầu tiên thì cảm ơn Hiền đã thể hiện xong cái ca khúc mà gọi là gấp rút nhất có thể. Khi mà viết xong á là chỉ có bản demo, chỉ có piano và cái giọng hát mẫu của em thôi. Thì em mới gửi cho Hiền á, em hỏi là Hiền, em nghe liền có em cảm không? Tại vì mấy giọng ballad này mà không cảm là thua. Mà em hát cái giọng của em là nè, tại vì nó cao quá hát không được. Em chỉ hát cái nốt đó rồi. Tức là cái tới đó em đã thấy cao rồi. Thì bạn Hiền mới nói là không, bây giờ anh cho em một cái cu đai gì nữa đó đi. Em lên nữa đi. Đấy, rồi em muốn lên nữa thì anh cho em lên luôn. Bạn Hiền cũng có tâm sự là anh ơi, sau cuộc thi, sau cái bài hát của anh là em đúng là lên thêm một cái thử thách mới, là bạn lên được một tông khác. Hát thêm được một cái tông khác nữa. Cảm ơn Hiền đã thể hiện đúng cái ý đồ và cái ca khúc này của anh. Cảm ơn Hiền rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của Tú Hồi Nhiên và Phan Thanh Hiền. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm nhận đến từ giám khảo Hoài An. Xin mời anh. Ở cái bài này đó Nhiên ơi, anh rất là thích luôn á. Chúc mừng em là đã có một cái sáng tác mới rất là hay. Bạn ca sĩ, bạn hát cũng rất là diễn cảm, cảm xúc mà cũng sung nữa. Rồi, và nói cái mà anh nghĩ là có thể tốt hơn. Cái thứ nhất á, là cái phần hát của em, cái phần feel á, em hát thật quá. Em phải tìm cách em chuyển nó qua cái giọng, có thể là giọng giả hay sao đó. Tức là có lúc mạnh, lúc nhẹ để nó có cái điểm nhấn. Rồi còn cái phần mà một bài hát mới mà em hát, anh cũng nghe được cái lời. Tức là rõ lời là một cái chuyện quan trọng nữa. Em cũng hát được luôn. Là thật sự là đối với anh ngạc nhiên. Về cái phần mà cái bản phối á, Nhiên, nếu được thì nếu mà mình diễn live sau này, Nhiên có thể Nhiên đẩy cho cái phần mà tiết tấu nó mạnh hơn, rõ nét hơn thì nó sẽ càng phù hợp với phần ca nữa. Nhưng mà thực sự là anh chỉ nói một câu là cái gọi là cái lực của cái bài hát này, cái bản phối này với lại là giọng ca của Hiền thì anh nghĩ là mọi người có thể làm tốt hơn. Không phải là vậy là không tốt đâu nha, vậy là tốt rồi. Ý với anh là anh nghĩ rằng là còn có thể tốt hơn nữa. Nhiên cứ đầu tư vô cái bài này. Mà tính ra là chương trình rất là hay, bởi vì đã đẩy Nhiên tới một cái giới hạn là phải viết một cái bài mới. Mà bài mới hay mới ghê chứ. Cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Hoài An. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ quý ông biến hóa Minh Đăng ạ. Xin mời anh. Cái tật của mình á là hồi xưa giờ là nghe bài thường là ít nghe lời đó. Ai hát hay là chính bản thân bài của mình cũng vậy, mình lại chú ý phần nhạc nhiều hơn. Cái phần đầu đúng là mình bị kéo dài quá, mình chờ đợi nó có một cái sự thay đổi gì mà đợi hoài nó chưa có tới, nó hơi lâu. Thì theo quan điểm của anh thì nếu mà Nhiên làm vậy, Nhiên nên có một cái nhạc cụ chủ đạo gì khoe cái chỗ đó, ví dụ như violon hay là hoặc là piano thì quýnh phải cái gì nó cho nó đặc biệt đó, thì để người ta đỡ chờ lâu quá. Bài này thì nó vẫn thiếu cái giống như là một cái để mình nhớ. Nhiên nên làm cái gì để lặp lại, dù như nếu mà lên tập thì cũng phải lặp lại cái gì đó, cái câu của kia để cho nó dễ nhớ hơn. Nhưng mà rõ ràng là hai anh em đã làm cái chuyện mà cao á, cái bài là vượt giới hạn của Hiền, là anh thấy là cái đó là hiệu quả đó, cái đó là hay đó. Cũng chúc mừng hai anh em rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Minh Đăng. Và tiếp theo xin mời quý ông tinh tế Tuấn Mario. Anh thích cái bài hát này ở cái câu đầu tiên, những cái câu rất là hay, nó kiểu nó nghe lãng mạn á. Thì nó có một cái ca từ thực ra nó hút từ đầu á. Ý là em hát vô cái đầu tiên là em sẽ cuốn người ta muốn nghe theo là em hát cái gì tiếp theo. Đó là một cái lợi thế của bài hát. Rồi còn về cái vấn đề hát của em đi ha, thì anh nghĩ cái đoạn feel cuối của em nó hơi bị dài. Cái mạng feel liên tục nó cao á, anh thấy cái đó nó hơi bị dài. Mà vốn nhiên thì anh nghĩ là nó cần phải lực hơn nữa, nó cần phải cao trào hơn nữa. Cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Tuấn Mario. Còn với giám khảo Ngọc Ánh thì cái điểm mới lạ của Thách Thức Giới Hạn ngày hôm nay chị vẫn cảm nhận được hay không ạ? Rất là mới lạ, vì hôm nay là chị ngồi đây bên cạnh chị là bốn nhạc sĩ, thì chị rất là thích cái chương trình như thế này. Và cái thách thức giới hạn này sẽ là buộc cho ca sĩ phải vươn lên, vượt qua khỏi chính mình. Thì một bài hát quan trọng nhất vẫn là cái melody. Thì ở đây cái melody đó đã rất là thuận tai, thì cái cách của một ca sĩ hát là phải chọn, phải hát được những cái câu mà mình nghe rất là thuận, và khi mình tập cái mình hát được liền, đó mới là cái ăn tiền.
Thì bài này Tống Hậu Nhiên đã làm được, tức là vừa vô vừa nghe là mọi người đã thích rồi. Thì cái chất ở đây ấy, anh nghĩ rằng nếu mà Hậu Nhiên đẩy qua soft rock thì nó sẽ đẩy cái phần cao trào hơn. Em là phần về mặt ca sĩ, chị nói thí dụ như các anh vẫn nhìn thấy em hát cái chỗ đó cao và dài 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 quá, thì ở đây như chị mình vẫn đẩy cái nốt cao nhưng mình phải feel. Ví dụ là mình lên vậy gì thì mình coi mình vẫn đẩy lên, mình feel thì nó sẽ tạo thành một điểm nhấn. Đối với anh thì mới nghe là đã cảm giác mình có thể cảm nhận được cái melody cũng như cảm xúc của ca sĩ trình bày và cái phần phối nhạc, thì anh thấy rằng là rất là tuyệt vời cho một bài hát quá mới. Chị chúc mừng cả hai em nha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn giám khảo Ngọc Ánh và chốt lại cho phần nhận xét bằng hai chữ tuyệt vời là quá tuyệt vời rồi chị ạ. Xin chúc mừng cho Tống Hậu Nhiên và Phan Thanh Hiền. Thưa quý vị, đội của producer trẻ nhất đã mở màn cho vòng chung kết. Và bây giờ sẽ là đội của anh cả, nhà sản xuất âm nhạc đầy biến hóa với một đội hình ban đầu toàn là hot boy, hot girl thôi ạ. Và hôm nay với át chủ bài còn lại thì đội của anh Minh Đăng sẽ mang tới điều gì đây ạ? Minh Đăng xin kính chào khán giả của chương trình Thách Thức Giới Hạn. Trong đêm chung kết 1 này, đội của mình sẽ mang đến một cái bài sáng tác mới hoàn toàn do mình sáng tác. Từ rất lâu rồi thì mình cũng đã có ý tưởng để mình viết một ca khúc về cái đề tài là vô định, hoang mang, không, nói chung là lạc lối trong cuộc sống này nọ. Thì nhưng mà cũng không có hoàn thành được cái bài hát. Cũng may mắn là trước cái game Thách Thức Giới Hạn này thì mình cũng đã viết tương đối hoàn chỉnh. Mình đã đẹp cái bài hát này để cùng tập luyện với lại Huyền KD là thành viên trong đội mình. Ban đầu thì cũng lo lắng vì phong cách của Huyền KD thường là hát chuyên ballad. Và bài này cũng là bài ballad. Nhưng mà trong cái chương trình Thách Thức Giới Hạn, mình lại không muốn là bạn lại sử dụng cái thế mạnh của mình. Thì mình muốn là bạn phải thay đổi và tự thách thức bản thân mình. Khi mà đưa cho Huyền thì Huyền rất là vui vì cô ấy hát cảm thấy rất là thoải mái và rất là hợp. Và mong quý vị khán giả ủng hộ Minh Đăng cũng như là đội của mình. Có mấy ai chưa từng trải qua và tôi cứ mãi bước đi trong thinh lặng. Dẫu sau lưng là những giọt nước mắt của riêng mình. Trong vô định, bị nơi đâu tìm lại được chính mình. Có ai chưa từng vấp ngã, chưa từng đau vì những vết thương trong tim. Có ai chưa từng mòn mỏi, đợi chờ những điều nhỏ nhoi. Thank you.
đường này qua vẫn bước mãi đi về phố đi. Nếu như em gục ngã xa rời, nếu như em phải khóc một đời khi không còn nước mắt, ai sẽ níu giữ tay em hay buông lời trong thinh lặng? Trời đang dừng tắt, nước mắt khô dần, lặng phía sau của trời mây, lặng phía sau của trời mây. Và đó là Huyền Khi Đi đến từ đội Minh Đăng. Vừa rồi là một sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Đăng. Em hãy chia sẻ cảm nhận của em như thế nào về ca khúc này. Dạ, cho em xin chia sẻ một chút về ca khúc này ạ. Thật ra thì em cũng mới nhận ca khúc này từ anh Đăng cách đây khoảng một tuần thôi. Khi mà em nghe một lần đầu tiên thôi em đã ấn tượng rồi ạ. Tại vì em đồng cảm với một cô gái ở trong một bài hát này, nhưng mà không biết là cô gái của anh Đăng hay là cô gái nào thì em cũng không rõ. Em cảm thấy lại cô gái này có vẻ là hoang mang hơn em ấy ạ. Tại vì anh Đăng anh ấy làm rất là khó. Thì chắc là cô gái trong bài hát mà anh Đăng viết thì nó sẽ còn khó hơn em nữa đúng không ạ? Anh rất là cảm ơn em đã hát một cái bài của anh rất là hay. Rồi hôm nay anh được ngồi anh nghe cái bài hát giống như là mình đi coi ca nhạc, mà mình được coi cái bài của mình hát với một cái sự biểu diễn rất là chuyên nghiệp. Và một cái cô ca sĩ nhìn quá sáng, quá tỏa sáng, đúng tiếng nghĩa đen luôn, tỏa sáng quá. Anh cũng không nghĩ là em lại đọc cái bài đó, nhưng mà em lại nghĩ ra là cô gái. Thật ra cái cô gái trong bài em nói gì á, cho cô gái đó là anh. Có nghĩa là anh cũng có một khoảng thời gian vô định như thế. Ra là cái bài này đầu tiên á, mình viết á, là mình muốn để là chữ tôi. Nhưng mà cái sau đó thì khi mà khác cái chữ tôi thì nó sẽ là cảm thấy nó hơi bị xa cách quá. Nên mình mới sửa lại là khi mà một cô gái hát thì là hát dùng chữ em thì nghe nó sẽ tình cảm hơn. Với mình thì mình thấy Huyền diễn bài này thì là thành công rồi, cũng hoàn hảo rồi. Anh rất là hài lòng với cái tiết mục ngày hôm nay của em. Cảm ơn những chia sẻ đến từ producer Minh Đăng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm nhận đến từ giám khảo Ngọc Ánh. Xin mời chị. Vẫn như là lời chị nói, có nghĩa là một bài hát nó luôn luôn được cái tính quyết định ở cái melody. Thì ở đây bài hát melody này có một sức thuyết phục rất nhiều đối với chị. Và nó mới mẻ, nó hiện đại lắm. Cái giọng của em thì thật là tuyệt vời. Giọng em rất là tốt và hát rất là rõ và cao và rất là sáng. Thì ở đây mình nhìn thấy cái gì? Mình thấy cả cái phần bài hát hay, bài phối hay và ca sĩ hát hay thì thật là hoàn hảo. Chị Ánh không nói gì thêm nữa hết trơn. Chúc mừng hai em. Cảm ơn vậy. Cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Ngọc Ánh. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm nhận của Tống Hào Nhiên. Đầu tiên thì chúc mừng Huyền Khi Đi và anh Đăng viết một bài rất là hay. Đối với cảm nhận của em, anh Đăng trong bài hát nó biến chuyển quá nhiều, chắc là cho ca khúc mới cho nên em chưa cảm lắm với bản thân em thôi. Còn lại giọng hát và bài phối thì không cần bàn nữa, cái điều đó mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Cảm ơn Tuấn Hồ Nhiên. Còn anh Tuấn Maro thì sẽ có những chia sẻ như thế nào ạ? Xin mời anh. Cái ca khúc này về ca từ đó thì anh cũng như mọi người, anh làm một bài hát mới cho nên là anh cũng chưa có hoàn toàn thuộc nó và anh cũng không hiểu về nó nhiều. Nhưng mà anh thấy là em hát những cái nốt nó chắc không có bị lạ nốt là một ha, cái đó cũng là một cái điểm lợi của em. Một số cái anh suy nghĩ anh bị dằn trở thôi là cho bài hát sao cho nó hay hơn á. Thì em thấy là cái phần cao trào của anh Đăng đúng là guitar, nên là guitar thật thì nó cháy hơn nhiều. Đúng chính rồi. Xác là nó sẽ cháy hơn. Nó quạt nó sẽ mạnh hơn. Đúng với là lại cái đoạn mà Huyền hát á, feel á, là guitar nó solo luôn. Dạ đúng, nó phải cháy, em đợi cái đó. Tối hôm qua solo, guitar nó ngủ. Vậy chịu ơi. Sao ý là tiết kiệm. Em để guitar điện tử được rồi. Anh cũng đang chờ em một cái đoạn là em bật lên với cái tổng bài phối để mà nghe nó đã nhất. Nhưng thì anh lại thấy em dừng lại ngày đó, xong mà anh cũng hơi tiếc, anh chờ tiếp. Đó hồi sau em cũng có một đoạn ngưng nữa, anh nghĩ sao cái này chắc chắn là sẽ bật nè, mà cuối cùng cũng không có luôn, hơi bị hững chỗ đó thôi. Còn ra thì anh thấy là mọi thứ khác em làm và anh đang làm là tốt, từ cái cấu tứ bài phối cho đến cái cách em hát. Chúc mừng hai người. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Tuấn Mario. Không biết rằng là giám khảo Hoài An sẽ có những chia sẻ nào đây.
Thứ nhất là chúc mừng nhạc sĩ Minh Đăng và ca sĩ Huyền KD là đã có một cái phần phối hợp rất là tuyệt vời. Mình ngồi đây là mình coi như là những người đồng nghiệp đúng không? Mình chỉ trao đổi thêm để cho nó tốt hơn thôi. Thực sự ra là Huyền còn có khả năng bứt phá hơn nữa. Tại vì giọng ca của em nó rất là dày, rất là bắt mic. Em cũng kinh nghiệm đầy mình rồi. Em bớt an toàn đi ha. Thí dụ cái đoạn cuối á, em feel vậy là đối với anh là em còn an toàn quá. Thực ra em còn phải feel thoải mái lên nữa. Còn riêng trong cái bài này, cái chỗ mà mình thích nhất á là ở chỗ là Đăng giải quyết cái câu chuyện cái bạn đọc rap. Có nghĩa là khi mà trên sân khấu mình đưa một nhân vật ra sân khấu thì mình phải tính cái cách để cho nhân vật đó đi vào. Thì may quá lúc cuối là Đăng lại trả ngược cái cảm xúc về lại. Sau khi cái đoạn mà thăng hoa sung rồi ha, Đăng trả về giống như cái tiết tấu R&B nhẹ lại lúc đầu bài và bạn đó rap tới cuối bài. Về cái bài này thì không có gì để nói nữa cả. Dạ, có anh em. Khi mà nói với Huyền cái câu feel là chỉ mong là nó hay hơn nữa thôi. Với tác phẩm này á, có hai điều mà anh Hoài An chia sẻ thì em cũng muốn là gọi là mở ngoặc thêm thôi. Chẳng hạn như anh Hoài An nói rằng là giọng của Huyền KD cần phải làm tốt hơn nữa, bạn cần phải thách thức hơn nữa. Nhưng mà anh có biết rằng là trong suốt quá trình mà giám khảo cũng như là ba producer ngồi dưới kia nói á, thì cô này cô đứng đây thì cô ho liên tục. Có nghĩa giọng cổ không được tốt để cổ có thể feel hơn, cổ làm tốt hơn. Vậy cái đó là cái thứ nhất. Rồi. Cái thứ hai nữa là tại sao có cái bản rap đó là tuần vừa rồi anh Minh Đăng ảnh phải dứt dạc, ảnh đau lòng, anh chia tay bằng đó, tại vì bằng đó cũng là thí sinh luôn và đồng hành chung với Huyền KD. Chính vậy mà giống như là một người cha thương con vậy, cỡ nào cũng phải ôm vô tạo ra mảng miếng để cho chàng trai kia xuất hiện. Đó cũng là một trong những lý do mà em cảm thấy rất là thương cho tiết mục này, về tinh thần đoàn kết cũng như là nghĩa tình trước sau như một. Và tới thời điểm này xin chúc mừng anh Minh Đăng và Huyền KD. Thưa quý vị, và đã đến đội cuối cùng tranh tài trong đêm nay. Với ca sĩ còn lại cũng là người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhất trong các ca sĩ đến với Thách Thức Giới Hạn mùa đầu tiên, vì chàng trai này đã đi hát từ khi còn bé. Quý vị đã biết rồi, đó chính là ca sĩ Nguyễn Huy. Vậy thì với vòng thi này, producer Tuấn Mario sẽ thử thách Nguyễn Huy như thế nào đây? Xin kính chào quý khán giả chương trình Thách Thức Giới Hạn. Ở trong phần chung kết 1 này thì team của Tuấn sẽ quyết định trình diễn một cái bản mới của Tuấn. Thì đầu tiên cái bài hát đó Tuấn biết là dựa trên chương trình của mình. Chương trình của mình tên là Thách Thức Giới Hạn, cho nên Tuấn sẽ viết một bài hát tên là Vượt Qua Chính Mình. Thì đó là cái ý tưởng đầu tiên của Tuấn khi mà Tuấn nhận bài này. Và lúc mà Tuấn viết bài xong, Tuấn tập luyện cùng Huy, thì hai anh em đã quyết định ngồi lại với nhau. Và sau khi mình tính toán đủ thứ thì mình quyết định mà mình mashup với một số bài hát nữa. Nó cũng có cùng cái ý nghĩa như vậy, là bài Niềm Tin Chiến Thắng và bài Vinh Quang Đang Chờ Ta. Thì hai cái bài hát đó và bài hát của mình sẽ gom lại thành một bài hát hoàn toàn thống nhất chỉnh thể với nhau, để cho nó đưa đến cho mọi người cái rõ ràng hơn về cái ý tưởng của mình và Huy cho bài hát này. Cho nên khi mà phần rock á, Huy tập luyện rất là căng, bởi vì Huy không phải là dân chuyên hát rock, mà bài này là Tuấn là phối dạng metal khá là nặng, buộc phải gào thét nhiều, nên Huy phải cố gắng rất nhiều cho quá trình đó. Thì mọi người đón xem nhé. Thì đây là một bài hát nó sẽ là mang đến cho mọi người một cái lửa cực kỳ là bùng cháy luôn, và mọi người sẽ ủng hộ Tuấn và Huy cũng như là đội của mình trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người nhiều. Buồn về phía trước, ngày mai ta đâu hay có ai phía xa con đường. Đồng mình ta bước thắm hết những nắng mưa, vì ngày mai ta mang theo khát khao bao năm đã chờ. Kề vai nhau cho ta vươn xa qua bao tơ, trong gai vẫn chân vững đoạn đường dài ta miệt mài. Một đời cùng anh em sông pha, ta chấp thế phong ba và vững tin với những đam mê chung một mái nhà. Vinh quang đang chờ, vượt qua chính mình, vượt qua chính mình. Bao thử thách khó khăn không buông tay, thách thức giới hạn, thách thức giới hạn, để ta còn biết ta đang ở đâu. Vượt qua chính mình, vượt qua chính mình, ta phải đi đến nơi chưa từng đi. Thách thức giới hạn, thách thức giới hạn, để ta thấy con đường mình cần phải bước đi. Vinh quang đang chờ ta, yeah, yeah, yeah. Vinh quang đang chờ ta, yeah, yeah.
dạy cho ta ngày mai phía trước còn phải đi mình ta với bao nhọc nhằn, ý chí ta kiên cường và niềm tin ta luôn rực cháy, tiếp thêm sức mạnh để ta bước tiếp con đường tới, vượt qua chính mình, vượt qua chính mình, bao thứ thái khó khăn không buông tay, thánh thức rơi hạt, thánh thức rơi hạt, để ta còn biết ta đang ở đâu, vượt qua chính mình, vượt qua chính mình, ta phải đi đến nơi chưa từng đi, thánh thức rơi hạt, thánh thức rơi hạt, để ta thấy con đường mình cần phải bước đi, vinh quang đang chờ ta. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Thánh thức rơi hạt, thánh thức rơi hạt, yeah. Thánh thức rơi hạt, thánh thức rơi hạt, vinh quang đang chờ ta. Và đó là Nguyễn Huy đến từ đội Tuấn Mario. Đây là một liên khúc gồm 3 ca khúc và trong đó có ca khúc là Vượt Qua Chính Mình, là một sáng tác mới mà anh Tuấn Mario đã viết tặng dành riêng cho Thách Thức Giới Hạn mùa đầu tiên. Với một ca khúc rock như thế thì bây giờ Huy vẫn còn đang còn mệt lắm anh. Anh hãy cùng chia sẻ xem là cảm nhận của anh về tiết mục này cũng như là ý tưởng của anh về tiết mục này như thế nào anh Tuấn Mario ạ. Lúc mà chương trình đưa ra một cái đề mục là phải có bài sáng tác mới thì anh đã có ngồi lại với Huy và anh suy nghĩ ra là bây giờ thì viết về cái gì? Nếu như viết về tình yêu thì rất là nhiều bài tình yêu rồi. Thế bây giờ mình nhìn cái chủ đề là Thách Thức Giới Hạn. Thế là mình với Huy quyết định là chọn một bài viết về chương trình luôn, Thách Thức Giới Hạn luôn, và vượt qua chính bản thân của mình để mình bước đi trên giới hạn đó, để mình biết mình đang ở đâu và mình sẽ vượt đi ra khỏi nó. Đó, cho nên là khi mà anh viết cái bài hát này á thì anh cũng cân tất cả những cái quãng giọng của Huy, và mình có thể match vô 2 cái bài hát khác là Niềm Tin Chiến Thắng và Vinh Quang Đang Chờ Ta để thành một chuỗi luôn, và nó thành một bài hát hoàn toàn là hoàn hảo luôn. Thì mình đã cố gắng để mà làm tất cả mọi thứ tốt nhất. Và Huy, khi Huy tập bài cũng rất là căng, bởi vì Huy không phải là dân chuyên rock, cũng khá là nặng, cho nên là Huy phải gần như là gào liên tục. Nên là Huy tập và cái vẻ giọng Huy cũng rất là mệt với vấn đề đó. Thì anh cảm ơn Huy nhiều là vì đã cố hết sức cho màu hát rock nó cũng khó và vượt qua cái những gì Huy đã chơi trước đây. Giống như là mọi người nhìn thấy là Huy hát dân ca nè, ra nhạc blue nè, rồi Huy hát ballad nè, thì bây giờ là Huy là hát rock luôn. Anh cho Huy chơi cái màu của Huy. Cảm ơn như chia sẻ đến định Tuấn Mario. Còn với Nguyễn Huy thì em cảm nhận như thế nào về tiết mục này? Dạ, nói chung là em không biết ba producer hay là hai vị giám khảo như thế nào, thì nhưng mà còn đối với em thì em nói là giờ sống chết coi nào cũng phải cháy hết cái bài này trước. Thì nói chung là bây giờ giọng có ép hay như thế nào thì nói chung là cứ gào cứ thét, bài này anh Tuấn làm là quá cháy. Khó khăn nhất của em là vẫn là Thiên Thu thôi, là học lời. Học tới 3 lời là dạ, dạ. Học tới 3 lời. Hôm nay là em hên hát không có sai chữ nào.
À, coi như là đó cũng là một cách vượt lên chính mình đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi, dạ. Khi mà em thấy là tiết mục này diễn ra trên sân khấu thì ở dưới sân khấu ở vị trí giám khảo thì chị Ngọc Ánh là có gật gù theo và sau đó thì chị Ngọc Ánh có chốt lại câu là hát tốn sức quá, đúng không chị? Chị hãy chia sẻ thêm cảm nhận của mình ạ. Cô chào Huy. Biết Huy từ lúc còn bé, bây giờ mới biết là hát được rock và hát mà cháy thì phải nói là rất là khó. Mà mình cháy đó là do mình có một sự đam mê. Ở đây á, mình làm rock nó đã quá nặng rồi và nó kết hợp ba bài, cái tiết tấu không đổi, nó sẽ làm cho ca sĩ mệt. Và chị nghĩ rằng cái chỗ mà cái khúc mà ta ta đây tan niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui, niềm tin chiến thắng nuôi con tim yêu thương mọi người. Em chậm lại, em đừng có nhiều tempo lên mà em rải nó ra giống như slow rock vậy đó, thì cái tiết tấu nó không bị rối nữa. Vì em làm từ đầu bài đến cuối bài nó quá nặng và nó quá nhiều và nó nhanh nhẹn, nó làm cho mình mệt. Mình giãn cái riff lại để cho nó có cái đoạn chậm xuống nhưng mà nó vẫn giật nảy của rock và không nhảy nhiều quá như vậy, không nhảy nhiều quá. Có những cái mình nhảy quá như vậy rồi mình hụt hơi đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì là ba bài này quá dữ dội, ba bài rock luôn, mà sức của con á là con hát được như vậy là rất là giỏi. Cô khen cả hai anh em, chúc mừng cả hai anh em nha. Con cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Ngọc Ánh. Và tiếp theo xin được mời Minh Đăng sẽ có những cảm nhận của mình. Cái tinh thần á, cái bài thì rất là đã là tốt. Tiếc á, là đã đem được cái bạn guitar lên rồi thì bạn đó phải máu hơn nữa. Có nghĩa là bạn phải có cho bản solo, có nghĩa là cái người guitar cũng phải máu lửa với là ca sĩ để cho ca sĩ sung hơn. Thì như nãy cô Ánh cũng có chia sẻ luôn, vì nhảy quá nên đâm ra hôm nay uổng là Huy hát không có chính xác. Mấy lần trước là Huy là luôn luôn chính xác cao độ luôn chứ, đầy đủ những nội lực lắm, nhưng mà hôm nay nó uổng cái chỗ đó. Nhưng mà về năng lượng thì cái bài này là đã rồi. Anh Minh Đăng là hài lòng nhưng mà 9 đến 10 thôi đúng không ạ? Bây giờ anh nghe Tống Hạo Nhiên là 10 trên 10. Idol. Trước tiên là phải trách anh Tuấn trước. Anh Tuấn làm cái bài gì mà bào sức idol em quá. Trời hát mà thiệt không á. Em muốn nhảy lên em giật cái mic xuống, đừng có hát nữa, cho đau lòng quá đi. Hát gì mà dữ thần vậy? Bài của Huy rất là hay, chỉ có điều là mọi người đã nói hết rồi ha. Tại vì cái bài nó quá là nội lực đi, mình lại gồng nhiều quá cho nên là nó hơi đuối một xíu. Nhưng mà nói về tinh thần của bài hát thì Huy đã làm đầy đủ những cái yếu tố đó. Thấy được cái sự cố gắng của Huy trong từng lời hát, cho nên là rất là ủng hộ Idol, I love you. Cảm ơn những chia sẻ của Tống Hậu Nhiên. Còn giám khảo Hoài Anh sẽ có những chia sẻ như thế nào? Xin mời anh. Cái liên khúc rất là ngầu rồi, rất là cháy rồi. Thì đương nhiên để mà chuyển tải hết cả nguyên một cái liên khúc như vậy là rất là khó. Thực sự ra rằng trong những cái bài này á, thì cái bài mà An thích nhất á, lại là cái bài mới sáng tác. Bởi vì nó có đưa được cái tên chương trình vào, Thách Thức Giới Hạn. Nó đưa được cái chữ đó vào và thực sự là nó ý nghĩa. Nhất là trong một cái tiết tấu rock như vậy. Chỗ mà anh thích nhất ở em là cái đoạn mà em phiêu lên cao á. Chị Ngọc Ánh có biết là em mới nghe có 2-3 câu đầu là em giật mình. Tại vì là nghe giọng bạn trực tiếp rất là hay. Giọng hát rất là khỏe, rất là vang. Không nghĩ là, xin lỗi Huy nha, là nhỏ con như vậy mà lại có thể là cái lực hát nó tốt như vậy. Cái đoạn phiêu cao cũng rất là hay. Cái bài này quá năng lượng rồi. Cũng nói với quý vị xem truyền hình là không phải dễ để có thể là tải một cái liên khúc gồm 3 bài nhạc rock trên sân khấu hát live, trong đó có một bài hát mới, và làm được như vậy. Chúc mừng Tuấn Mario với lại là ca sĩ của mình. Dạ, giống như giám khảo Hoài An cũng có chia sẻ rằng là với một liên khúc rock nặng như vậy, là một ca sĩ mà chuyên hát nhạc rock nhiều khi họ còn có thể là quá tải nữa. Huống hồ đây là một trong những lần hiếm hoi mà Nguyễn Huy hát rock. Thế nên là ngày hôm nay đúng như là những gì mà ca khúc mà vượt qua chính mình, không chỉ sáng tác dành cho chương trình đâu mà sáng tác dành cho cả hai thầy trò nữa. Đó là anh Tuấn Mario và Nguyễn Huy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng ạ. Thưa quý vị, 3 phần tranh tài của đêm chung kết 1 đã hoàn tất. Chúng ta hãy cùng chờ xem các producer và những ca sĩ của mình sẽ có những chiến lược tiếp theo như thế nào ở đêm chung kết thứ 2 diễn ra vào tuần sau. Còn bây giờ sẽ là thử thách giới hạn dành cho giám khảo. Chúng ta hãy cùng chờ xem là một nhạc sĩ tài năng sẽ mang một bài hát mới đến đây và sẽ trình diễn ca khúc của mình như thế nào. Xin mời nhạc sĩ Hoài An ạ.
một nụ hôn tròn, hạt mưa rơi cũng thành con sông dài. Hôn nhau một nụ hôn đầy, đêm yên lặng cũng thành ngày bão giông. Hôn nhau một nụ hôn xong, mình bao nhiêu tuổi cũng không thấy già. Hôn nhau một nụ hôn xa, tình đi trong nẻo cũng qua một miền. Hôn nhau một nụ hôn hiền, em từ tâm cũng như tiên trên trời. Hôn nhau một nụ hôn rơi, ai xa lạ cũng thành người trăm năm. Hôn nhau một nụ hôn tròn, hạt mưa rơi cũng thành con sông dài. Hôn nhau một nụ hôn đầy, đêm yên lặng cũng thành ngày bao giông. Hôn nhau một nụ hôn xong, mình bao nhiêu tuổi cũng không thấy già. Hôn nhau một nụ hôn xa, tình đi trong nẻo cũng qua một miền. Hôn nhau một nụ hôn hiền, em từ tâm cũng như tiên trên trời. Hôn nhau một nụ hôn rơi, ai xa lạ cũng thành người chân. Hôn tròn, hạt mưa rơi cũng thành con sông dài. Hôn nhau một nụ hôn đầy, đêm yên lặng cũng thành ngày bão giông. Hôn nhau một nụ hôn xong, mình bao nhiêu tuổi cũng không thấy già. Hôn nhau một nụ hôn xa, tình đi trong nẻo qua một miền. Hôn nhau một nụ hôn hiền, em từ tâm cũng như tiên trên trời. Hôn nhau một nụ hôn rơi, ai xa lạ cũng thành người trăm năm. Hôn nhau một nụ hôn rơi, ai xa lạ cũng thành người trăm năm. Thưa quý vị, trên sân khấu chúng ta giờ đây là ba ca sĩ đã có những tiết mục dự thi vô cùng là mãn nhãn, mãn nhĩ trong chương trình ngày hôm nay. Kết quả của vòng chung kết sẽ được công bố trong đêm gala trao giải. Còn ngay bây giờ thì xin mời hai vị giám khảo và ba producer sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với ba ca sĩ. Xin mời ạ. Thưa quý vị, chương trình Thách thức giới hạn mùa đầu tiên do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với ZTV thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Hẹn gặp lại quý vị vào đêm chung kết thứ hai vào 21 giờ tối thứ năm tuần sau. Thách thức giới hạn, đêm tranh tài cuối cùng cũng là cơ hội để các producer đưa ra chiến thuật tốt nhất khi kết hợp ca sĩ của mình với một nghệ sĩ khách mời. Huyền Kadi từ đội producer Minh Đăng và ca sĩ Ưng Đại Vệ. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.
Nguyễn Huy, tư đội producer Tuấn Mario và ca sĩ Hà Thúy Anh. Phan Thách Hiền, tư đội producer Tống Hậu Nhiên và ca sĩ Nguyễn Kiều Anh. Với tôi nào, giàu với tôi nào, giàu khắp một vòng Việt Nam. Không quit me, we'll travel around Việt Nam. Hãy cùng đón xem những màn tranh tài đầy hấp dẫn trong đêm chung kết 2 sẽ quyết định những ngôi vị cho Thách Thức Giới Hạn mùa đầu tiên vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.